Minh được tử vi thật là vui mừng khi được gặp lại quý cô bác, anh chị trong chuyên mục tử vi 12 con giáp trên kênh Minh Đường Tử Vi ngày hôm nay. Và lần đầu tiên, thay mặt cho ban biên tập chương trình, Minh Đường Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị hạnh phúc, bình an, vạn sự an khang, tấn tài, tấn lộc, giàu có và thành công thật nhiều trong cuộc sống của mình. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà ban biên tập chương trình đăng tải, cũng như là thấy nội dung hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý cô bác, anh chị. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập chương trình gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Lộ diện tháng phát tài lớn nhất, Bính Thìn sinh năm 1976, phúc khí ngập trời, kiếm tiền thuận lợi, đúng 3 tháng tới. Quý cô bác anh chị Bính Thìn thân mến, nếu có một người nào đó không tốt với Bính Thìn đừng nên quá bận tâm hay phiền lòng với họ. Trong cuộc sống của Bính Thìn, không ai có nghĩa vụ phải tư xử tốt với bạn, trừ cha mẹ, còn với những người tốt với Bính Thìn nên trân trọng và biết ơn điều đó. Nhưng Bính Thìn cũng cần phải có chút đề phòng, bởi mỗi người khi làm bất cứ việc gì đều có mục đích riêng của họ. Hãy nhớ, họ tốt với Bính Thìn không đồng nghĩa với việc họ phải quý mến Bính Thìn, không có ai là không thể thay thế, không có vật gì thuộc hoàn toàn sở hữu của Bính Thìn. Vì thế, nếu sau này người Bính Thìn yêu thương không còn ở bên, hay họ không còn là nơi Bính Thìn có thể đặt niềm tin, Bính Thìn cũng đừng bi lụy. Sinh mệnh con người thực sự ngắn ngủi, Bính Thìn đừng để mỗi ngày trôi đi vô ích, người ta tham vọng sống lâu. Nhưng Bính Thìn chỉ cần sống hạnh phúc mỗi ngày, hãy trân trọng và yêu lấy cuộc sống hiện tại của Bính Thìn. Trên đời này không có gì là nhất cả, tình yêu chỉ là cảm giác bất chợt đi qua cuộc đời Bính Thìn, nhưng nó sẽ theo thời gian và lòng người mà thay đổi. Nếu như người đó rời xa Bính Thìn hãy học cách chờ đợi, hãy để thời gian rửa sạch vết thương, để tâm hồn Bính Thìn lắng lại, rồi nỗi đau của Bính Thìn cũng sẽ dần biến mất. Bính Thìn đừng mơ ước một tình yêu hoàn hảo, cũng đừng thổi phồng nỗi đau khi nó không còn. Bính Thìn có thể bắt mình phải giữ chữ tín, nhưng không thể yêu cầu người khác làm thế với mình. Bính Thìn có thể yêu cầu bản thân phải đối đãi tốt với người, nhưng Bính Thìn không thể kỳ vọng người ta sẽ làm ngược lại. Khi Bính Thìn tốt với họ, họ không có nghĩa vụ phải tốt lại với Bính Thìn. Hãy nhớ điều này, nếu không Bính Thìn sẽ luôn gặp ưu phiền trong cuộc sống. Chỉ những ai có duyên phận mới trở thành người thân của nhau, cho dù trong cuộc sống bận rộn, Bính Thìn ít khi gặp mọi người. Nhưng Bính Thìn hãy trân trọng từng khoảnh khắc khi còn bên họ, hãy dành cho họ thời gian để yêu thương Bính Thìn hơn. Minh Đường Tử Vi hiểu rằng, Bính Thìn đang phải đối mặt với rất nhiều thử thách, chông gai của cuộc sống khắc nghiệt ngoài kia. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, Bính Thìn hãy cứ lạc quan lên một chút, cười nhiều hơn một nụ cười Bính Thìn nhé. Minh Đường Tử Vi không thể can thiệp vào quá khứ của Bính Thìn, nhưng có lẽ tương lai thì có thể. Minh Đường Tử Vi luôn ở đây để giúp đỡ và lắng nghe những câu chuyện của cô bác anh chị. Cô bác anh chị hãy đăng ký kênh và bình luận bên dưới video để gửi đến đội ngũ biên tập video một chút động lực, giúp đời, giúp người cô bác anh chị nhé. Minh Đường Tử Vi xin cảm ơn thiện tâm của cô bác anh chị. Ngay sau đây, không để quý cô bác anh chị Bính Thìn phải chờ lâu thêm nữa, Minh Đường Tử Vi sẽ đi vào nội dung chi tiết. Xin mời quý cô bác anh chị cùng lắng nghe. Bính Thìn thân mến, sau một thời gian cần mẫn nghiên cứu và tổng hợp từ nhiều nguồn tài liệu tử vi khác nhau, đội ngũ Minh Đường Tử Vi đã làm ra video lộ diện tháng phát tài lớn nhất Bính Thìn 1976, phúc khí ngập trời, kiếm tiền thuận lợi, đúng 3 tháng tới, nhằm dự ngôn. Luận giải tổng quan tử vi hàng tháng cho quý bản mệnh Bính Thìn được xa hơn, để bản mệnh Bính Thìn có thể phần nào nắm được vận trình của mình trong những tháng tiếp theo và sống một cuộc sống bình an, mạnh khỏe. Tuy nhiên, luôn có những biến cố xảy đến trong cuộc sống của chúng ta, nên có thể những luận giải của Minh Đường Tử Vi sẽ không thật sự đúng với một số người. Vậy nên, Minh Đường Tử Vi hy vọng rằng, dù những dự ngôn, luận giải trong video này là tốt hay xấu, mong rằng bản mệnh Bính Thìn hoan hỷ đón nhận. Thưa cô bác anh chị Bính Thìn, theo luận giải mới nhất từ các bậc thầy tử vi học bước vào khoảng thời gian đúng 3 tháng tới, đó là tháng 3, tháng 4 và tháng 5 âm lịch, vận trình của bản mệnh Bính Thìn sẽ có cả hung lẫn cát. Nhưng hung hay cát ở đây còn phải phụ thuộc vào Bính Thìn tận dụng những lời dự ngôn, luận giải của Minh Đường Tử Vi như thế nào.
Nếu những luận giải của Minh Đường Tử Vi giải ra đại vận thì chẳng sao, nhưng nếu có lỡ luận vào đại nạn thì bản mệnh Bính Thìn cũng có thể biết trước được thiên cơ. Để xoay chuyển càn khôn, dẫu có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, thì hãy luôn tích cực và lạc quan cô bác anh chị nhé. Đầu tiên, xin mời cô bác anh chị cùng lắng nghe dự ngôn tổng quan tử vi Bính Thìn tháng 3 âm lịch năm 2024. Trong tháng 3 âm lịch năm 2024, tuổi Bính Thìn có tự hình nhập mệnh, biểu hiện cho sự hướng nội, suy tư và ít giao tiếp của bản mệnh. Bính Thìn cảm thấy cần có nhiều không gian riêng để tĩnh tâm, nghiên cứu và giải quyết những vấn đề phức tạp trong cuộc sống. Bính Thìn không muốn bị quấy rầy hay can thiệp bởi người khác, mà muốn tự mình làm chủ và chịu trách nhiệm cho công việc của mình. Điều này có thể gây ra những hiểu lầm và xích mích với những người xung quanh, đặc biệt là những người có ý kiến góp ý hay hỗ trợ Bính Thìn. Bính Thìn có thể coi thường hay bỏ qua những lời khuyên này, khiến người khác cảm thấy bị xem thường hay bất mãn. Bính Thìn cũng có thể có xu hướng ép buộc người khác phải làm theo ý mình, khi Bính Thìn tin rằng mình luôn đúng và không cần học hỏi từ ai. Đây là những điểm yếu của tuổi Bính Thìn trong tháng 3 âm lịch này. Bính Thìn nên cố gắng khắc phục để tránh gây mất lòng hay mâu thuẫn với người khác. Bính Thìn nên lắng nghe và tôn trọng ý kiến của người khác, đồng thời biết cởi mở và linh hoạt trong suy nghĩ và hành động. Bính Thìn cũng nên biết chia sẻ và hợp tác với người khác để tạo ra những kết quả tốt hơn. Về tình cảm, Bính Thìn có quan đới nhập mệnh, biểu hiện cho sự mơ hồ, không rõ ràng và thiếu quyết đoán của bản mệnh. Có thể Bính Thìn đang gặp phải những khó khăn hay vướng mắc trong chuyện tình cảm, khiến Bính Thìn không biết phải làm gì. Bính Thìn có thể dễ dàng bị ảnh hưởng bởi những lời đồn đại hay những sự kiện bất ngờ. Bính Thìn cũng có thể thiếu sự tin tưởng hay trung thành với người yêu, hoặc bị người yêu phản bội hay lừa dối. Đây là những thử thách cho tình cảm của bản mệnh Bính Thìn trong tháng này. Bính Thìn nên cố gắng vượt qua bằng cách giữ vững tinh thần và tâm trạng. Bính Thìn nên tìm hiểu và làm rõ những vấn đề trong tình cảm. Đồng thời, biết bày tỏ và lắng nghe cảm xúc của người yêu. Bính Thìn cũng nên trân trọng và chăm sóc người yêu, đồng thời giữ gìn sự chung thủy và thành thật trong tình yêu. Nhìn chung, tháng 3 âm lịch năm 2024 là một tháng khá khó khăn cho bản mệnh Bính Thìn. Khi có nhiều hung tinh chiếu mệnh, Bính Thìn nên cẩn trọng và chủ động trong mọi việc, đồng thời biết điều chỉnh và cải thiện những điểm yếu của bản thân. Bính Thìn cũng nên biết quan tâm và hòa hợp với người xung quanh, đặc biệt là người yêu. Chúc Bính Thìn có một tháng mới an lành và hạnh phúc. Trong tháng 3 âm lịch năm 2024, theo luận tử vi, bản mệnh Bính Thìn có thể gặp phải nhiều áp lực và lo âu, đặc biệt là trong tâm lý, sức khỏe và an toàn. Tuy nhiên, không nên quá lo lắng vì thực tế không khủng khiếp như Bính Thìn nghĩ. Bính Thìn vẫn có những điểm tựa và niềm tin để vượt qua khó khăn và tận dụng cơ hội. Nếu Bính Thìn là người làm công ăn lương, không nên có những thay đổi bừa bãi trong công việc. Thời điểm này không phù hợp để chuyển việc hay xin nghỉ việc bởi vì có thể gặp rủi ro cao về thất nghiệp hoặc không tìm được việc mới phù hợp. Nếu muốn thay đổi công việc, cần có kế hoạch an toàn hơn. Chẳng hạn như tích lũy một số tiền đủ để trang trải chi phí sống trong một thời gian dài hoặc tìm kiếm những cơ hội việc làm khác trước khi quyết định từ bỏ công việc hiện tại. Nếu Bính Thìn đang kinh doanh, có thể cảm thấy bất an về tình hình thị trường và sự cạnh tranh. Tuy nhiên, không nên quá lo lắng, vẫn có nguồn thu nhập ổn định và chi phí hợp lý. Đây là một lợi thế lớn so với những người khác đang gặp khó khăn trong kinh doanh. Hãy tiếp tục duy trì và phát triển sản phẩm hoặc dịch vụ, đồng thời tìm kiếm những đối tác tin cậy và khách hàng tiềm năng. Mặt khác, cũng có may mắn trong việc kiếm tiền trong tháng âm lịch này, nhờ sao Thất Xích bay về phương Đông Bắc, đây là một cơ hội quý giá để phát triển tài chính. Nếu biết cách nắm bắt và tận dụng, có thể đầu tư vào những lĩnh vực có tiềm năng sinh lời cao như bất động sản, chứng khoán, kinh doanh online. Tuy nhiên, cần cẩn thận, không để bị cuốn vào những dự án lừa đảo hay những hình thức kiếm tiền nhanh chóng nhưng không bền vững, nên có tầm nhìn xa và chiến lược rõ ràng cho việc kiếm tiền, ít nhất là trong 5 đến 10 năm tới. Cần cân bằng giữa sự tự tin và thận trọng trong việc kiếm tiền. Hãy giữ vững niềm tin vào bản thân và khả năng, đồng thời học hỏi từ những người có kinh nghiệm và kiến thức. Cũng nên biết cách quản lý tiền bạc một cách hợp lý và tiết kiệm để có thể đáp ứng nhu cầu của bản thân và gia đình, cũng như chuẩn bị cho những tương lai tốt đẹp hơn. Tuy nhiên, cũng cần chú ý giữ gìn bản thân, tránh để những suy nghĩ tiêu cực ảnh hưởng đến cuộc sống, để giải tỏa áp lực trong tâm trí. Nên tìm cách xả stress hợp lý, viết ra hết những điều đang nghĩ, lo lắng, buồn phiền lên những tờ giấy và sau đó xé nát hoặc đốt chúng đi để cảm thấy nhẹ lòng hơn. Ngoài ra, cũng cần phải cẩn thận về vấn đề an toàn khi đi lại trong tháng mới để tránh nguy cơ tai nạn giao thông hoặc bị thương tích. Cần chú trọng đến việc thanh lọc cơ thể để loại bỏ những độc tố tích tụ trong người, ăn uống lành mạnh, uống nhiều nước và tập thể dục để giúp cơ thể thanh nhiệt và tăng cường miễn dịch.
Với sự tự tin, thận trọng và sự chăm sóc đúng đắn cho bản thân, Bính Thìn có thể vượt qua mọi khó khăn và tận dụng mọi cơ hội trong tháng 3 âm lịch năm 2024. Chúc Bính Thìn may mắn! Vừa rồi là dự ngôn, luận giải tổng quan về Minh Đường tử vi tháng 3 âm lịch năm 2024 của bản mệnh Bính Thìn. Vậy bước sang tháng 4 âm lịch, vận trình tài lộc, sức khỏe và công việc của bản mệnh Bính Thìn sẽ có chuyển biến như thế nào? Xin mời cô bác anh chị Bính Thìn cùng lắng nghe. Dự ngôn tổng quan tử vi của tuổi Bính Thìn trong tháng 4 âm lịch năm 2024. Xem tử vi tháng 4 âm lịch, người tuổi Bính Thìn có thể quan tâm tới việc chăm sóc sức khỏe, nhưng đầu tư sai cách, Bính Thìn nên học cách phân tích thông tin nếu không muốn có quyết định sai, âm sát chủ về âm mưu. Nên có thể những lời khuyên cải thiện sức khỏe ở hiện tại có thể là vì mục đích người ta bán hàng kém chất lượng, mua sản phẩm quan trọng như thuốc, Bính Thìn cũng phải thận trọng kẻo mua phải đồ giả nhé. Ngoài ra, thời điểm tháng 4 âm lịch này, lục phủ ngũ tạng hoạt động mạnh hơn, đặc biệt gan dễ bị tổn thương, từ đó ảnh hưởng đến huyết quản, tim và thận. Luận tử vi năm 2024, tài vận tháng 4 âm lịch, con giáp tuổi Bính Thìn cảm nhận rõ sự khác biệt khi tiền tài ngày càng vượng. Tháng tam hợp thái tuế mang lại cho Bính Thìn khá nhiều vận may liên quan tới tiền bạc. Với những ai chỉ làm công ăn lương nên tìm cách gia tăng thu nhập trong lúc này, ban đầu có thể có những trở ngại, nhưng miễn là được làm việc mình thích là Bính Thìn đã gia tăng thêm được thu nhập và thỏa mãn đam mê của mình. Các cơ hội đầu tư lúc này mở ra trước mắt có thể khiến bản mệnh choáng ngợp. Việc khó khăn nhất đó là lựa chọn hạng mục phù hợp, đừng quá vội vàng ra quyết định khi nghe lời ngon Bính Thìn của ai đó. Hơn nữa, Bính Thìn nên chọn hạng mục mà Bính Thìn biết rõ nhất, hiểu biết của Bính Thìn về nó nhiều nhất có thể thì Bính Thìn sẽ tự tin hơn. Nếu Bính Thìn cảm thấy cơ hội nào đó không ổn thì tức là nó có vấn đề thật, hãy tin vào trực giác của mình ngay lúc này. Theo dõi vận trình tháng 4 âm lịch của tuổi Bính Thìn, nguyệt lệnh lâm quan đới, con đường sự nghiệp có nhiều thăng tiến đáng ngưỡng mộ. Công việc của con giáp này khá thuận lợi, không gặp vướng mắc gì quá lớn, thời điểm này nếu muốn khởi nghiệp, mở rộng quy mô kinh doanh hay bắt đầu một công việc mới đều khá tốt, bản mệnh nên tìm ra cơ hội để thể hiện năng lực thực sự của mình. Tả phù hữu bật là các tinh trợ vượng cho công danh sự nghiệp, dù là nam mệnh hay nữ mệnh, thì tuổi Bính Thìn cũng sẽ có quý nhân ở bên hỗ trợ để đạt được mục tiêu mong muốn, khả năng thành công khá cao. Thiên cầu hung tinh chiếu mệnh, bên cạnh những may mắn trên thì bản mệnh cần lưu ý, luôn có tiểu nhân ở bên rình rập. Nếu Bính Thìn không làm gì sai thì không có gì phải sợ hãi, song cần tránh để tiểu nhân nắm được sơ hở trong tay. Tuổi Bính Thìn tốt nhất nên có những bước đi thăm dò trước khi triển khai kế hoạch lớn, hãy làm từ nhỏ đến lớn, học hỏi thêm kiến thức và kinh nghiệm của người đi trước, để hạn chế tối đa những rủi ro, đồng thời đừng bỏ qua tử vi hàng ngày để có thêm gợi ý những điều nên làm cho mình. Trên đây là những thông tin quý giá về vận trình và sự nghiệp của tuổi Bính Thìn trong tháng 4 âm lịch. Đây là thời điểm lý tưởng để Bính Thìn có thể tận dụng cơ hội, phát huy tối đa tiềm năng và năng lực của bản thân để đạt được những thành công lớn lao. Với sự hỗ trợ của tả phù và hữu bậc, tuổi Bính Thìn có thể tự tin hơn trong việc phát triển sự nghiệp, đừng ngần ngại mở rộng quy mô kinh doanh, khởi nghiệp hoặc bắt đầu công việc mới, cơ hội đang chờ đón và Bính Thìn chỉ cần biết cách tận dụng. Tuy nhiên, không phải lúc nào cũng là may mắn, thiên cầu hung tinh luôn có thể gây ra những trở ngại không lường trước được. Do đó, tuổi Bính Thìn cần phải cẩn trọng, luôn giữ bản lĩnh và không để bất kỳ sơ hở nào cho kẻ tiểu nhân. Để đạt được thành công bền vững, tuổi Bính Thìn cần phải có chiến lược rõ ràng và không nên vội vàng trong quyết định, thăm dò kỹ lưỡng trước khi triển khai kế hoạch lớn là điều không thể thiếu. Hãy học hỏi từ người đi trước, tích lũy kiến thức và kinh nghiệm để tránh rủi ro không cần thiết. Bản mệnh đừng quên theo dõi tử vi hàng ngày để có cái nhìn tổng quan và những gợi ý hữu ích cho cuộc sống và sự nghiệp của mình. Đây sẽ là nguồn thông tin quý giá giúp Bính Thìn hiểu rõ hơn về bản thân và tận dụng tối đa những cơ hội xuất hiện. Dưới sự phù trợ của bán hợp quý nhân, vận trình tình cảm của người tuổi Bính Thìn tháng 4 âm lịch tiến triển hài hòa, có nhiều không gian để thăng cấp, tình bạn chuyển thành tình yêu, rồi tiến tới hôn nhân hạnh phúc. Thời điểm này thích hợp cho người độc thân phát triển các mối quan hệ, tự tạo cơ hội tìm kiếm đối tượng ưng ý cho mình. Dù trong quá khứ đã xảy ra vấn đề gì, vết thương lòng sâu tới cỡ nào, tuổi Bính Thìn cũng nên gạt bỏ tất cả, bỏ đi cái cũ thì điều tốt đẹp mới tới. Đừng gượng ép bản thân trong khuôn khổ nhất định, hãy yêu và dám yêu để sống thật với chính mình, chắc chắn Bính Thìn sẽ được yêu. Lưu ý, tháng này âm sát hung tinh ngấm ngầm ảnh hưởng, nó đại diện cho tâm địa bất chính và những suy nghĩ ngoài luồng thiếu chín chắn. Người đã kết hôn cần nghiêm cẩn giữ mình kẻo vướng vào tình tay ba rắc rối, nhất là nam mệnh, dễ bị tửu sắc dụ dỗ, khó cầm lòng trước ải mỹ nhân, khiến gia đình tan nát.
Theo phong thủy phi tinh, tháng này nhị hắc gặp tam bích ở hướng chính tây, hung tin trùng phùng có thể gây những bất hòa, xung đột trong gia đình, hôn nhân, mâu thuẫn giữa cha mẹ và con cái càng gay gắt nếu phòng ngủ trong nhà nằm ở hướng tây, nhằm hạn chế tính hung hãn của hai hung tinh này. Tuổi Bính Thìn không nên đặt các thiết bị phát sinh rung động hoặc tiếng ồn ào như tivi, tủ lạnh, quạt máy, chuông gió, thác nước nhân tạo tại phương vị này. Ngoài ra, nếu có điều kiện, có thể trưng một quả cầu thủy tinh hoặc đặt tượng Phật Di Lặc ở hướng chính tây nhằm giảm bớt những xung đột, mâu thuẫn tình cảm, mang lại hòa khí cho các mối quan hệ, giúp gia đạo yên ổn, cải thiện mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái. Quý cô bác anh chị đang theo dõi video lộ diện tháng phát tài lớn nhất Bính Thìn 1976, phút khí ngập trời, kiếm tiền thuận lợi đúng 3 tháng tới. Cô bác anh chị Bính Thìn thân mến, cô bác anh chị còn đang lắng nghe không ạ? Minh Đường Tử Vi biết rằng, thời tiết những ngày vừa qua chẳng dễ chịu là mấy, cô bác anh chị có cảm thấy khó chịu trong người không ạ? Cô bác anh chị nhớ uống nước đều đặn, để đảm bảo cơ thể luôn được cung cấp đủ lượng nước cần thiết cho máu tuần hoàn và lưu thông cô bác anh chị nhé. Nếu cuộc sống này có làm cho cô bác anh chị cảm thấy mỏi mệt, thì hãy nghỉ ngơi một chút, đừng quá gắng sức trong những ngày thời tiết thất thường này. Chỉ cần cô bác anh chị còn mạnh khỏe, thì Minh Đường Tử Vi tin rằng, với sự phấn đấu và nỗ lực của mình đến một ngày nào đó, cô bác anh chị sẽ đạt được những điều mình mong muốn. Và nếu có thời gian, cô bác anh chị hãy gửi đến đội ngũ biên tập kênh một chút năng lượng thông qua việc nhấn đăng ký kênh và bình luận bên dưới video. Để Minh Đường Tử Vi biết được cô bác anh chị còn đang lắng nghe những dòng tâm sự này, Minh Đường Tử Vi không mong gì hơn, chỉ mong cô bác anh chị sống đời bình an, hạnh phúc viên mãn. Đó là những lời chân thành từ tận tâm can những người phụng sự Minh Đường Tử Vi suốt chặng đường vừa qua. Cuối cùng, sẽ là dự ngôn tổng quan Minh Đường Tử Vi bản mệnh Bính Thìn trong tháng 5 âm lịch năm 2024. Bước sang tháng 5 âm lịch, nếu duy trì được thói quen thể thao lành mạnh, thì con giáp tuổi Bính Thìn mới tránh được những rắc rối liên quan tới sức khỏe trong tháng này. Vì thế, chỉ cần Bính Thìn lơ là một chút là thấy ngay những biểu hiện mệt mỏi, uể oải của cơ thể kéo đến. Thời tiết bước vào mùa hè nắng nóng, bản mệnh có thể chịu ảnh hưởng của thời tiết, gặp các tình trạng đau nửa đầu hay viêm nhiệt miệng, nhưng không quá nghiêm trọng. Để cải thiện tình trạng này, Bính Thìn nên uống nhiều nước, chế độ ăn uống, tăng cường rau, củ. Ngoài ra, Bính Thìn cũng nên cố gắng duy trì chế độ tập luyện thể dục đều đặn, cố gắng đi bộ thường xuyên và không nên ngồi một chỗ quá lâu. Để giải tỏa stress thường ngày, Bính Thìn có thể nghe bản nhạc nhẹ nhàng yêu thích, nếu có thể nên học thêm yoga hoặc thiền. Vì chúng không chỉ giúp Bính Thìn tĩnh tâm mà có thể cải thiện rõ rệt tình trạng bệnh tình hiện tại của Bính Thìn đấy. Theo luận giải mới nhất tử vi tháng 5 âm lịch, vận trình bài lộc của con giáp tuổi Bính Thìn trong thời gian này đang có dấu hiệu tích cực, có nhiều tín hiệu đáng mừng cho sự phát triển và thành công của Bính Thìn. Điều này mang đến hy vọng và khích lệ để Bính Thìn thực hiện những tham vọng và mục tiêu cá nhân. Trong giai đoạn này, Bính Thìn nhận được sự hỗ trợ đáng kể từ những người xung quanh. Có người sẽ chỉ cho Bính Thìn những cơ hội mới, giúp Bính Thìn tận dụng tốt vận may và lời khuyên quý báu này, đừng ngần ngại chấp nhận sự giúp đỡ và hỗ trợ từ người khác. Tháng này, việc đầu tư thường mang lại kết quả tích cực, đặc biệt khi Bính Thìn nhận được lời khuyên từ những người có kinh nghiệm. Đây có thể là thời điểm thuận lợi để mở rộng quy mô kinh doanh hoặc đầu tư vào những cơ hội tiềm năng. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng không nên tiêu tiền quá phô trương chỉ vì có một ít tiền trong tay. Việc chi tiêu không cân nhắc có thể dẫn đến khó khăn và rủi ro tài chính trong tương lai. Tháng này có thể xuất hiện nhiều chi phí bất ngờ, do đó việc quản lý tài chính cẩn thận là rất quan trọng. Theo dõi tử vi sự nghiệp tuổi Bính Thìn năm 2024 trong tháng 5 âm lịch, bản mệnh của Bính Thìn sẽ gặp nhiều cơ hội để phát triển trong sự nghiệp và công danh. Nguyệt lệnh ở đất Lâm Quan cho thấy rằng, những người tuổi Bính Thìn hoàn toàn có thể đạt được thành công thông qua sự cố gắng và nỗ lực của bản thân. Sự chăm chỉ và cần cù của Bính Thìn sẽ giúp Bính Thìn nổi bật hơn so với những người đồng nghiệp xung quanh. Sẵn sàng chịu khó và vượt qua khó khăn là điểm mạnh của con giáp tuổi Bính Thìn. Dù gặp phải những nhiệm vụ khó khăn, Bính Thìn luôn cố gắng hết mình để hoàn thành, từ đó xây dựng niềm tin và uy tín trong môi trường làm việc. Thiên ấn xuất hiện, nhắc nhở tuổi Bính Thìn cần phải coi trọng sự nhanh nhạy và sáng tạo. Nếu Bính Thìn có thể áp dụng được điều này, sẽ mở ra nhiều cơ hội để phát triển năng lực và tạo ra những bước tiến mới trong sự nghiệp. Thiên đức quý nhân sẽ giúp Bính Thìn mở rộng thêm cơ hội phát triển. Hãy tận dụng mối quan hệ có sẵn để tạo ra cơ hội mới cho bản thân. Đừng bỏ lỡ nguồn tài nguyên quý giá xung quanh mà Bính Thìn có thể khai thác. Luận tử vi tháng 5 âm lịch năm 2024, con giáp tuổi Bính Thìn được dự báo sẽ trải qua nhiều biến động tích cực về tài chính và sự nghiệp.
Đây là thời điểm để Bính Thìn tận dụng những cơ hội mới, học hỏi từ những người có kinh nghiệm và đầu tư vào bản thân mình. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng việc quản lý tài chính và chi tiêu thông minh là vô cùng quan trọng, tránh tiêu xài lãng phí và hãy tập trung vào những khoản đầu tư mang lại giá trị lâu dài. Việc xây dựng một kế hoạch tài chính cụ thể sẽ giúp Bính Thìn kiểm soát chi phí và đảm bảo sự ổn định trong tài chính cá nhân. Ngoài ra, việc phát triển mối quan hệ xã hội và networking cũng rất quan trọng trong thời gian này. Hãy tận dụng mọi cơ hội để kết nối với những người có ảnh hưởng và kinh nghiệm, từ đó học hỏi và mở rộng tầm nhìn về sự nghiệp và kinh doanh. Trên hết, việc duy trì sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống cá nhân là điều không thể thiếu. Hãy dành thời gian để nghỉ ngơi, rèn luyện sức khỏe và duy trì mối quan hệ gia đình. Sự ổn định trong cuộc sống cá nhân sẽ giúp Bính Thìn tự tin và hiệu quả hơn trong công việc. Nhìn chung, phương diện tình cảm trong tháng này của tuổi Bính Thìn khá thuận lợi. Có điều, vì sức ảnh hưởng của cục diện tương hại lớn, nguyệt lệnh lại chưa thể bảo vệ, nên dấu hiệu người thứ ba xen ngang, phá hoại tình cảm lứa đôi vẫn chưa thể bị đẩy lùi vì hoài nghi. Thiếu sự tin tưởng nên mới gây ra hiểu nhầm, mâu thuẫn. Đã vậy, tuổi Bính Thìn ngạo mạn, bướng bỉnh, không chịu nhún nhường, khiến quan hệ đôi bên ngày càng căng thẳng. Dù gì thì tiên trách kỷ, hậu trách nhân, hãy tự vấn lại tình cảm của mình xem có đủ mạnh để lấn át và vượt qua tất cả hay không. Nếu còn do dự khi đưa ra câu trả lời, chứng tỏ cả hai vẫn chưa đủ chân thành, nên cân nhắc lại tình cảm. Vợ chồng tranh cãi to tiếng vì những lo toan, áp lực cuộc sống, đó là chuyện thường tình. Điều quan trọng là bản mệnh đừng phức tạp hóa vấn đề hay suy tưởng quá nhiều, mà cần đơn giản hóa mọi thứ. Nó giúp Bính Thìn sớm bình tĩnh trở lại để tìm cách gỡ rối cho mối quan hệ của chính mình. Người độc thân may mắn hơn chút là có bách việc kích hoạt vận đào hoa khởi sắc, nhân duyên khá vượng. Bính Thìn tạm hài lòng với những mối quan hệ hiện tại, sống cởi mở và lạc quan hơn nên cảm thấy cuộc sống cũng dễ thở hơn, dù vẫn một mình lẻ bóng. Như vậy, tử vi tháng 5 âm lịch mang đến nhiều triển vọng tích cực cho con giáp tuổi Bính Thìn. Hãy tận dụng mọi cơ hội, học hỏi từ những người có kinh nghiệm và đầu tư vào bản thân để đạt được thành công trong sự nghiệp và tài chính. Đồng thời, đừng quên duy trì sự cân bằng trong cuộc sống để có thể phát triển toàn diện. Trên đây là những chia sẻ vô cùng tâm huyết về nội dung lộ diện tháng phát tài lớn nhất. Bính Thìn sinh năm 1976, phút khí ngập trời, kiếm tiền thuận lợi đúng 3 tháng tới từ đội ngũ biên tập kênh. Trong quá trình truyền đạt, đội ngũ biên tập không thể tránh khỏi những thiếu sót nếu có chỗ nào không phải. Mong quý cô bác anh chị thông cảm, hoan hỉ đồng hành và góp ý. Đội ngũ biên tập kênh sẽ cố gắng ngày một hoàn thiện hơn để giúp ích cho đời và cộng đồng. Quý cô bác anh chị Bính Thìn thân mến, như chúng ta đã được biết thì theo luật nhân quả, thành công hay thất bại đều có nguyên nhân sâu xa của nó. Nếu chúng ta muốn có được nhiều kết quả tốt đẹp thì phải biết gieo nhân thiện ích, giúp người, cứu vật. Suy cho cùng, tiền bạc và của cải không làm cho con người ta hạnh phúc nhất. Hạnh phúc nhất chính là gia đình hòa thuận, con cái thuận hòa, tâm an thân khỏe. Trên đời này, kẻ giàu người nghèo đều có nỗi khổ riêng. Biết hướng thiện, biết điều chỉnh hành vi, thái độ, ắt sẽ có cuộc sống đủ đầy, an yên như mơ ước. Vậy nên, những thông tin trong video chúng tôi mong muốn truyền tải đến quý cô bác anh chị chỉ mang tính chất tham khảo, giúp cô bác anh chị lấy lại tinh thần và động lực để sống đời bình an, hạnh phúc viên mãn. Chúc quý cô bác anh chị Bính Thìn nhận được thật nhiều phước lành, sống đời bình an, hạnh phúc viên mãn, biết ơn và hẹn sớm gặp lại cô bác anh chị trong những video tiếp theo.